Không ăn rau có tác hại gì? Có lẽ là câu hỏi thường trực của nhiều phụ huynh. Hầu hết mọi người đều được nghe khuyến cáo về việc ăn rau xanh mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều trẻ không thích ăn rau khiến các bậc phụ huynh phải đau đầu vì lo lắng. Vậy hãy tìm hiểu kỹ hơn về rau xanh cũng như tác hại của việc không ăn rau nhé. Những chất dinh dưỡng tuyệt vời từ rau xanh cho trẻ. Một chất xơ, chất xơ là chất quan trọng cần thiết cho đường tiêu hóa, hỗ trợ chức năng của bộ máy tiêu hóa, chống táo bón. Bên cạnh đó, chất xơ còn giúp cơ thể hấp thu protein từ động vật dễ dàng hơn. Chất xơ có mặt trong tất cả các loại rau củ. Hai vitamin, vitamin A có vai trò thiết yếu trong việc duy trì hệ miễn dịch. Đồng thời, vitamin A giúp bảo vệ chức năng hô hấp. Tiêu hóa, vitamin này còn có tác dụng hỗ trợ thị giác bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Vitamin A có nhiều trong các rau lá màu xanh đậm, rau củ có màu đỏ, vàng Vitamin C được biết đến là chất chống oxy hóa, hỗ trợ miễn dịch và giúp hấp thu sắt. Vitamin C có rất nhiều trong rau củ nhưng hiếm có trong thức ăn từ động vật. Vì thế không thể bỏ qua rau tươi trong thực đơn hàng ngày. Vitamin C có nhiều trong súp lơ, rau lá xanh, bông cải xanh. Ba axit folic axit folic hay còn gọi là vitamin B9. Nó có tác dụng trong quá trình hình thành tế bào hồng cầu. Bên cạnh đó, nó rất quan trọng trong sự phát triển và sản sinh tế bào Vi chất quan trọng này có nhiều trong rau bina, cải xoăn, măng tây. 4. Kali Kali là khoáng chất chiếm tỷ lệ cao trong cơ thể. Nó giúp cân bằng nước và điện giải, giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Đặc biệt, kali cần thiết trong việc đảm bảo chức năng thần kinh cơ. Chúng ta có thể bổ sung kali dễ dàng qua hầu hết các loại rau. 5. Sắt Sắt là thành phần không thể thiếu trong hemoglobin, là một thành phần của máu. Hemoglobin giúp vận chuyển oxy đến khắp nơi trong cơ thể thiếu sắt có thể gây suy nhược kém phát triển trí não ở trẻ nhiều loại rau có chứa sắt đặc biệt là rau bina và bông cải xanh không ăn rau có tác hại gì đối với sức khỏe của trẻ rau xanh đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ tuy nhiên vẫn có rất nhiều trẻ lười ăn rau và câu hỏi mà các bậc phụ huynh đặt ra là liệu không ăn rau có tác hại gì đối với sức khỏe của trẻ không tác hại một thiếu vitamin và khoáng chất các loại rau củ chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể đây là những vi chất cần phải bổ sung hàng ngày cho trẻ trong rau củ có một số vitamin quan trọng mà rất ít gặp trong các thực phẩm khác do đó rau củ là không thể thay thế được trong những bữa ăn hàng ngày khi không cung cấp rau tươi cho trẻ có thể dẫn đến thiếu vitamin và khoáng chất điều này ảnh hưởng đến sự phát triển cả về thể chất và trí tuệ của trẻ bên cạnh đó trẻ có thể giảm sức đề kháng giảm sức khỏe của mắt xương răng tác hại hai ảnh hưởng đến vấn đề tiêu hóa lượng chất sơ rất dồi dào trong các loại rau xanh là người bạn tốt cho hệ tiêu hóa thiếu đi những chất này làm ảnh hưởng đến những hoạt động của đường ruột từ đó trẻ dễ mắc các vấn đề về tiêu hóa như táo bón bệnh trĩ thậm chí táo bón lâu dài có thể gây ung thư đại tràng đồng thời hoạt động đường ruột không suôn sẻ gây giảm khả năng hấp thu điều này khiến trẻ khó nhận được những chất dinh dưỡng từ các thực phẩm khác từ đó có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ tác hại ba tăng nguy cơ bệnh tật Rau xanh giúp giảm mỡ máu, loại bỏ các cholesterol gây hại. Như vậy, nếu không ăn rau sẽ khiến bạn đối mặt với nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, rau xanh có rất ít chất béo, nhiều chất xơ, tránh cảm giác thèm ăn. Từ đó, sẽ giúp trẻ kiểm soát cân nặng. Vì vậy, chế độ ăn ít hoặc không có rau xanh có thể dẫn đến béo phì. Trẻ thừa cân, béo phì là nguy cơ quan trọng nhất của bệnh tiểu đường loại 2. Các vitamin và khoáng chất có tác dụng chống oxy hóa có trong rau xanh rất nhiều chúng giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh. Cơ thể thiếu những chất này có thể bị tổn thương tế bào và liên quan tới bệnh ung thư. Tác hại 5. Giảm chức năng não Các nhà khoa học đã nhận thấy sự liên quan giữa cảm xúc và những gì chúng ta ăn vào. Các vitamin nhóm B trong rau xanh, như B5, B6 có thể giúp bảo vệ chức năng thần kinh. Thiếu những chất này trong chế độ ăn nghèo nàn rau xanh, có thể liên quan đến trầm cảm, ăn ít rau xanh còn gây thiếu lutein chất này có vai trò tăng cường trí nhớ giúp ích cho khả năng học tập vì vậy bổ sung thiếu rau xanh có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của não bộ các cách giúp trẻ có thói quen ăn rau điều thắc mắc không ăn rau có tác hại gì đã có lời giải đáp chắc các bậc cha mẹ đều muốn khuyến khích con mình tích cực ăn rau tuy nhiên đây quả thật là bài toán khó đối với một số gia đình bạn có thử áp dụng những cách sau đây để trẻ có hứng thú với rau xanh chưa hãy ăn rau cùng với trẻ nếu bé nhà bạn đang chán ghét món rau hãy giải thích cho bé hiểu về tầm quan trọng của rau xanh đồng thời cha mẹ cần làm mẫu cho trẻ để bé thấy rằng việc ăn rau là rất tốt cha mẹ cần là tấm gương sáng cho con nhiều đứa trẻ đều muốn bắt chước những gì cha mẹ mình làm vì thế bạn hãy ăn rau một cách vui vẻ cùng với trẻ như vậy có thể gợi lên sự thích thú của trẻ đối với các món rau tìm hiểu sở thích ăn rau của trẻ không phải đứa trẻ nào cũng có sở thích ăn uống giống nhau bạn nên tìm hiểu con mình thích điều gì món rau xào hay luộc loại rau nào thích ăn hơn thích ăn mềm hay giòn đáp ứng đúng sở thích là bí quyết để trẻ ăn khỏe ăn kèm với nước sốt hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nước sốt ngon nếu bạn khéo tay cũng có thể tự làm cho con em mình nhiều loại nước sốt khác nhau thêm nước sốt có lẽ sẽ phù hợp với khẩu vị trẻ hơn là món rau đơn thuần nhạt nhẽo chuẩn bị món rau đầy màu sắc bạn có thể thêm vào món rau của mình các loại củ quả màu sắc đẹp mắt và tốt cho sức khỏe màu sắc bắt mắt của cà rốt cà chua ớt chuông giúp kích thích thị giác của trẻ nhờ đó khiến trẻ thèm ăn sẵn sàng làm quen với các món rau sau khi trả lời được câu hỏi không ăn rau có tác hại gì các bạn nhớ bổ sung rau vào thực đơn của con mình nhé đừng quên tập cho con thói quen ăn rau ngay từ bây giờ đó là bí quyết vàng bảo vệ sức khỏe của trẻ dài lâu gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.